Bạn bè chúng tôi chơi với nhau vui lắm, bây giờ chị ạ. Phú ơi, ngồi yên đó Phú. Có, tiệm nhạc Kim... Anh Khánh ơi. Tiệm vàng chuẩn bị nha. Đổi tiền đi ca, ngồi lâu quá rồi. Rồi ông Phát giám đốc hãng Visa đi Mỹ đó, đổi tiền đô ra. Phú ơi, đổi đi Phú ơi. Đó, cái bạn này đang chuẩn bị ha, gần tỷ tôi biết là anh đều gì. Phú Thanh là một người bạn tôi rất là thân tình. Mà giọng hát này mấy mươi năm không bao giờ thay đổi. Vẫn hay, vẫn bén, vẫn ngọt. Và đặc sản chất giọng của một Phú Thanh. Bây giờ tuổi đời cũng có, nhưng mà như trai có lớn. Một tràng vỗ tay với nam nghệ sĩ trẻ đẹp trai Phú Thanh. Ok, yeah. Rất là cảm ơn. Vâng, hôm nay là ngày vui của Phú Quý. Bạn bè rất đông, rất là vui. Trời chưa gì. Hiểu không mà được tỷ mốt rồi đó. Quá trời đó. Hiểu ơi, hiểu. Xin được cô. Dẫn bóng ra. Rồi. Vâng. Và sau đây với một nhạc phẩm được mang tên Anh Muốn Yêu Em Dài Lâu. Xin được cùng nhé sau đây. Phú Thanh chưa hát tôi đã đổ nước cặp luôn. Anh
Dạ, cảm ơn. Trúc Thanh vừa mới mổ xong, hôm nay là bữa đầu tiên đi ra, không biết hơi nó còn không, bao nhiêu là hơi yếu. Mắt không. Mới tháng mấy giờ đó gì tiền, không biết. Sẵn nó còn không, sẵn không? Tôi nghe Trúc Thanh hát tôi xúc động. Thật ra anh mới qua cơn đại phẫu, chứ không phải tiểu phẫu. Đại phẫu á, dạ, nhưng mà thưa quý quá. Mà hát cho ai nghe đây thì là những đồng nghiệp của mình. Thành ra lên bên đây có Thanh Tuấn nè, có Mộng Tuyền nè, rồi có Hoàng Kim Long nè, rồi có vợ chồng Mộng Tuyền, có vợ chồng Phú Quý nữa. Rồi đặc biệt là hai nghệ sĩ lớn á, mà thường không bao giờ bỏ sân khấu là vợ chồng Phước Thọ. Mà hai bạn tôi thì mấy chục năm nay gắn kết với sân khấu. Xin rất thương hai vợ chồng Phước Thọ. Mà đến rất sớm nha, đến sớm lắm, hầu đó chưa có người nào á. Thấy thương quá, uống nước xuống cái cặp hơn vậy. Cảm ơn vợ chồng Phước Thọ. Cảm ơn, ngon lành. Rồi, cảm ơn Tuấn Thanh nha. Dù chúng ta ít người nhưng mà chúng ta có tập trung. Chúng ta ít người, chúng ta có tập trung và chúng ta có yêu thương những giọng hát của các anh em nghệ sĩ. Tôi cảm ơn Phú, tôi cảm ơn tiệm vàng Kim Lý, tôi cảm ơn Khánh, tôi cảm ơn Phát, Trung đi rồi, bạn cái gì ra ngồi đây cái gì ra luôn xin lỗi, anh Luân hả? À, cảm ơn Luân đã đến muộn nhưng mà vẫn ngồi nghe nha Luân ơi, được gì tốt đồng nghiệp anh quý nghe. Vâng, kính thưa các bạn, tôi muốn giới thiệu với quý vị tiếp theo đây. Chúng ta hát, chúng ta nghe, nhưng mà nghe với sự cảm xúc thật sự của những người nghệ sĩ đã không có sân khấu hoặc rời sân khấu, nhưng giọng hát như thở mới bắt đầu lên sân khấu, nồng nàn, nhiệt tình, ấm áp và trải lòng từ trái tim của người nghệ sĩ. Vỗ tay giùm chúng tôi đi các bạn thân yêu. Vâng, nhạc sĩ Hoàng Hiệu dù đã vắng nhưng một thời gian như hiện nay, cái lời hò anh vẫn đi vào lòng khán giả công chúng cả nước, kể cả các hải đảo xa xôi, từ Phú Quốc cho tới Côn Đảo cũng có mặt anh. Thôi thì bây giờ vậy, tôi muốn nói đến cái gì một người nghệ sĩ lớn. Anh là ai? Một nghệ sĩ nhân dân. Anh có mặt khắp nơi trong cùng đất nước của chúng ta, cả hải ngoại. Nhưng trong cái không gian nhỏ này nè, mà Phú Quý mừng sinh nhật, anh ấy vẫn có mặt và đến ngồi đến bây giờ. Xin trân trọng và hết sức vỗ tay chào đón nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn. Xin trân trọng các bạn ạ. Dạ. Phải nói vậy không có lên. Dạ. Đi mà đi hơi đi không nổi. Dạ. Dạ. Trời ơi đẹp trai quá trời dễ thương. Cảm ơn Thanh Tuấn đã đến quý nhân Tuấn ơi. À, cảm ơn. À. Nói gì nói đi. Thưa quý Thanh Tuấn thì biết nhau cũng mới biết thôi. Mới từ năm 1976. Mới biết nhau. Mới biết từ năm 76. Hả? Bữa nay hai mấy năm rồi. Sau mấy năm má, sau ba chục năm má, 45 năm gần 50 năm rồi, 48 năm rồi. Chỉ có 50 năm rồi, bây giờ chưa gì hết lòng điểm sao mới biết được. 50 năm rồi. Lúc mình còn hai mấy tuổi trẻ mà. Đúng rồi, Tuấn với tôi hát thì còn hai nữa, kéo mấy ra Tuấn. Nửa thế kỷ rồi. Cho nên là nghệ sĩ thì Phú quen rất nhiều. Nhưng mà với Thanh Tuấn thì Phú Quý mà điện thoại là Thanh Tuấn đến, nếu ở nhà đi đâu. Còn những anh chị em nghệ sĩ khác thì đôi khi người ta bận lắm đến với Phú Quý được. Còn Thanh Tuấn thì với tình cảm thì cũng đến. Đến với Phú Quý. Vô tay đi ơi. Hôm nay sinh nhật của Phú Quý thêm một tuổi nữa. Thanh Tuấn Phú Quý hôm nay là 77. Mới là 77. Để dữ vậy. Quá trời đi trời. Mau thế không? Thì thôi thì tôi chúc anh 608 tuổi. 608 năm nay. Đó, chính là Diệu á. Diệu ơi, em nương nương giữ giữ cho Phú Quý. Em giữ giùm đi anh, giữ nha.
ơi, tập trung Phú ơi. Khánh ơi, tập trung nha, thằng Tuấn hát nha. Rồi, ok. Thương quá, rất là dễ thương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.